dùng lượng lớn drone xuống cảm tử tập kích chiến hạm Nga. Một triệu UAV còn giúp Ukraine lộ ngược dòng trong xung đột với Nga. Israel tố hơn 450 nhân viên cứu trợ Palestine là đặc vụ quân sự của Hamas. Ukraine dùng lượng lớn drone cùng xuồng cảm tử tấn công, gây hư hại nặng tàu tuần tra Nga cũng như tập kích cầu chiến lược ở Crimea. Tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR ngày 5 tháng 3 cho biết, đơn vị đặc nhiệm nhóm 13 của họ đã sử dụng xuông cảm tử không người lái USV Magura V5 tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc hạm đội biển đen của Nga đang hoạt động gần eo biển Kerch ở bán đảo Crimea. GUR cho hay, sau đòn tấn công của xuồng Magura V5, tàu Sergei Kotov thuộc đề án 22160 bị hư hại phần đuôi cùng hai bên mạn. Cơ quan này thêm rằng chiến hạm có giá trị khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày, một số kênh Telegram quân sự và truyền thông Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nỗ lực tập kích quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea, dùng máy bay không người lái, drone, nhằm vào mục tiêu trên bộ và xuông cảm tử tập kích các chiến hạm thuộc hạm đội Biển Đen. Trang Rus Vesna cho biết, khoảng một chục xuông cảm tử đã lao vào tàu tuần tra shagay Kotov, khiến chiến hạm này khó có cơ hội né tránh. Rus Vesna cho biết, thủy thủ đoàn đã được sơ tán khỏi con tàu, một số người bị thương một số trang tin của Nga cho biết cầu Crimea cũng nằm trong số các mục tiêu bị tập kích. Theo kênh Telegram Riba của Nga, cây cầu vẫn ổn sau vụ tấn công. Kênh Riba nhận định bán đảo Crimea và hạm đội Biển Đen là mục tiêu tập kích hàng đầu của Ukraine khi danh tiếng của họ tổn hại nghiêm trọng vì thành trì Adipka thất thủ và chiến dịch đổ bộ lên đảo Tendrovskaya bị đẩy lùi. Mặc dù Ukraine tỏ ra yếu thế trước Nga trên nhiều phương diện trong cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước, tuy nhiên, Ukraine có một điểm sáng và lợi thế hiếm hoi là USV, thứ vũ khí giúp họ giảm bớt áp lực từ Nga. Theo các chuyên gia quân sự cho rằng, chiến thuật Ukraine sử dụng USV bầy đàn đã chứng minh độ hiệu quả chết người trước lực lượng hải quân Nga vốn thống trị khu vực Biển Đen. Việc sử dụng drone biển như thế này là một thế mạnh hiếm hoi của Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Nhà Trắng cổ suý cho ý tưởng này và ban lãnh đạo Ukraine lựa chọn cách tiếp cận đó. Ý tưởng chính ở đây là bổ sung kho vũ khí do phương Tây cung cấp bằng các vũ khí khí tài do Ukraine sản xuất trong nước bao gồm các hệ thống đổi mới như đội USV. Quân đội Ukraine đã cung cấp một chiếc thủ USV cho báo chí phương Tây trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm ngoái và cho phép tham quan một xưởng USV cùng một nơi cất trữ các USV đó với điều kiện không được tiết lộ về địa điểm. Mục đích cuộc tham quan này, theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, là nhằm chứng tỏ năng lực tự lực cánh sinh của Ukraine trong bối cảnh Quốc hội Mỹ xem xét việc có cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Hải quân Ukraine cho biết, kể từ khi triển khai ở biển đen các usv như thế này đã gây hư hại và làm đắm hàng chục tàu nga đồng thời cùng với các tên lửa do phương tây cung cấp các usv đó buộc nga phải di chuyển tàu thuyền ra khỏi cảng sevastopol nơi đặt trụ sở của bốn hạm đội của nga bên cạnh đó usv còn giúp bảo đảm hành lang trên biển cho ukraine xuất khẩu ngũ cốc mặt hàng thiết yếu đối với nền kinh tế ukraine chúng cũng đẩy lực lượng phóng tên lửa của nga ra xa hơn giúp phòng không ukraine có thêm thời gian đối phó Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang cho thấy vai trò của UAV trong giao tranh. Các lực lượng của Kiev sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV cỡ nhỏ để phá hủy các xe tăng của Nga trên lãnh thổ Ukraine và sử dụng các vũ khí tầm xa để gây tổn thất cho các máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công UAV trong mùa đông năm 2023 của Kiev đã nhắm vào một số cơ sở lọc dầu và một nhà máy thép lớn nằm sâu trong lãnh thổ của Moscow các xuồng không người lái mang chất nổ cũng khiến nhiều tàu chiến Nga hư hại. Giữa bối cảnh xung đột bước sang năm thứ ba, Ukraine đang dựa vào UAV như một chiến lược chiến đấu với việc tăng cường sản xuất trong nước và dựa vào các đối tác phương Tây. Hiện đang có kế hoạch vận chuyển cho nước này 1 triệu máy bay không người lái trong 12 tháng tới. Các UAV đang trở thành những công cụ linh hoạt, có chi phí tương đối rẻ để ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Nga. Theo nhà quan sát Samuel Bendet thuộc CNA, một tổ chức nghiên cứu về an ninh tại Arlington, bang Virginia. Những người điều khiển máy bay không người lái FPV đã triển khai phương tiện này dọc tiền tuyến để nhắm vào các binh sĩ của đối phương. Canada vừa qua đã thông báo sẽ cung cấp thêm 800 UAV để Ukraine có thể phát hiện các mục tiêu từ xa và tấn công chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là con số nhỏ so với số lượng UAV mà Kiev muốn sở hữu. Một nhóm các nước phương Tây, trong đó có Latvia, Đức, Anh và Hà Lan đặt mục tiêu cung cấp 1 triệu UAV bao gồm các máy bay không người lái FPV cỡ nhỏ cho Ukraine vào cuối tháng 2 năm sau. Trong khi đó, nhà quan sát Bennet cho rằng con số 1 triệu UAV không phải là không thể tưởng tượng được vì Ukraine đã sản xuất được nhiều loại máy bay không người lái, trong đó có hàng nghìn chiếc có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov gần đây nói với Reuters rằng Kiev đã đặt hàng sản xuất 300.000 máy bay không người lái năm 2023 và một phần ba số lượng này đã được đưa đến tiền tuyến. Ông cho biết con số trên không bao gồm sự đóng góp đáng kể các phương tiện từ các nhóm tình nguyện. Trước đó, hồi cuối tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rostom Omerov cho rằng một nửa hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine đã không thể đến tay Kiev kịp thời, làm phức tạp nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và khiến nhiều binh sĩ thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Ông nhấn mạnh mỗi đợt vận chuyển bị trì hoãn đồng nghĩa với tổn thất của quân đội Ukraine và làm nổi bật sức mạnh quân sự vượt trội của Nga. Đại tá Kristen Thompson, một thành viên quân sự của lực lượng không quân Mỹ tại Hội đồng quan hệ đối ngoại cho rằng việc sử dụng linh hoạt máy bay không người lái đã giúp Ukraine đối phó với các lực lượng của Nga. Khả năng của Ukraine trong việc tiếp nhận và huy động công nghệ máy bay không người lái thương mại, điều chỉnh máy bay không người lái trên thực địa dựa trên phản hồi thời gian thực và thay đổi chiến thuật để đánh bại các hệ thống chống máy bay không người lái đã được chứng minh là rất quan trọng đối với nỗ lực chiến đấu của nước này. Dự kiến máy bay không người lái sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của quân đội Ukraine trong thời gian tới. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố thành lập một nhánh mới của quân đội tập trung vào máy bay không người lái. Những nhà quan sát quân sự bên ngoài Ukraine cũng đang theo dõi những gì đang xảy ra trên chiến trường để đưa ra đánh giá về cuộc xung đột này cũng như hiệu quả của máy bay không người lái. Tháng trước, quân đội Mỹ cho biết họ sẽ ngừng nỗ lực phát triển máy bay trực thăng trinh sát thế hệ tiếp theo, mặc dù cho đến nay họ đã chi 2 tỷ đô la Mỹ cho những nỗ lực này bởi các sự kiện ở Ukraine đã khiến dự án trên trở nên lỗi thời. Cải tiến chiến thuật và công nghệ trong những tháng gần đây, lực lượng không quân Nga ngày càng chứng minh khả năng hoạt động hiệu quả, dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Các máy bay ném bom Su-34 do các chiến đấu cơ Su-35 hộ tống xuất kích hàng trăm lần mỗi ngày, thả những quả bom lượn vệ tinh dẫn đường KAB cách các vị trí của Ukraine khoảng 40 km và hỗ trợ lực lượng bộ binh Nga có thể kiểm soát chúng. Tuy nhiên, Nga không độc quyền sử dụng bom lượn chính xác. Không quân Ukraine trong những ngày gần đây đã bắt đầu thả những quả bom lượn Hammer do Pháp sản xuất cách các vị trí của Nga khoảng hơn 60 km. Tuy nhiên, số lượng bom lượn mà Ukraine thả gần như không đủ để đe dọa đối phương và giới quan sát cho rằng họ sẽ không bao giờ làm được điều đó chừng nào Mỹ tiếp tục đứng ngoài cuộc xung đột này. Các lực lượng của Ukraine vài ngày trước đã công bố một video dường như cho thấy cuộc tấn công đầu tiên bằng bom lượn Hammer nhằm vào các vị trí của Nga ở Adipka, thành phố mà Moscow kiểm soát được vào giữa tháng 2 sau khi các máy bay ném bom, chiến đấu của Nga tấn công đơn vị đồn trú của Ukraine bằng hàng trăm quả bom lượn. Sau đó, Ukraine công bố tiếp một video cho thấy cuộc tấn công bằng bom lượn Hammer, lần này nhằm vào một kho tiếp tế của Nga ở Kozachi, Lahari, nằm ở phía tây đầu cầu của thủy quân lục chiến Ukraine tại Krynki trên tả ngạn sông Dnieper. Hiện chưa rõ Ukraine sử dụng loại máy bay nào để thả bom lượn Hammer. Theo một số bài báo, các kỹ sư của Pháp đã nhanh chóng tích hợp các quả bom lượn do vệ tinh dẫn đường này vào tiêm kích Su-27 MiG-29 của Ukraine và hoàn thành công việc này chỉ vài tuần sau khi Paris thông báo sẽ cung cấp cho Kiev 50 quả bom Hammer một tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Chiến dịch ném bom lượn dồn dập của Nga đã mang tính quyết định. Theo Igor Sugar, một binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đã chiến đấu 4 tháng ở Adipka cho biết những quả bom này phá hủy hoàn toàn bất kỳ vị trí nào. Trên thực tế, Ukraine cũng sở hữu bom lượn để đáp trả Nga nhờ nhận được bom JDAM từ Mỹ có tầm bắn 40 km vào năm ngoái. Tuy nhiên, gói hỗ trợ mới cho Kiev bế tắc tại Quốc hội từ tháng 10 năm 2023 đã cản trở việc cung cấp vũ khí này. Nguồn cung ổn định bom lượn Hammer từ Pháp có thể phần nào bù đắp cho việc cung cấp bom rời đàm bị trì hoãn. Tuy nhiên, 50 quả bom Hammer mỗi tháng vẫn quá ít để đối phó với hàng trăm quả bom lượn KAB Nga thả mỗi ngày. Cả trên không và trên mặt đất, Moscow đều có ưu thế về hỏa lực. Trong khi chờ đợi phương Tây vận chuyển thêm đạn dược, các hệ thống vũ khí ở Ukraine chỉ có thể phóng 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi con số này của Nga là 10.000 quả. Theo Forbes, một bài học rút ra là Mỹ với nền kinh tế và nền tảng công nghiệp quốc phòng lớn vẫn là đối tác đóng vai trò không thể thay thế của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Pháp, Cộng hòa Séc và các nước châu Âu khác vẫn có thể cung cấp cho Kiev loại đạn dược mà nước này cần để tự vệ, song sẽ không có đủ số lượng và sự nhanh chóng nếu không có Washington hỗ trợ. Theo đài Sputnik Nga, hôm ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc M1 Abram thứ hai của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc M1 đang chạy âm ỉ gần chiếc xe phá M1150 bên ngoài vùng ngoại ô Adipka của Donetsk. Cuối tháng 2, Nga tuyên bố đã phá hủy chiếc Abram đầu tiên của Ukraina cũng ở vùng lân cận Adipka. Cả hai chiếc Abram bị tiêu diệt cho đến nay đều do máy bay không người lái FPV của Nga thực hiện. Chiếc đầu tiên là UAV Birania, chiếc thứ hai là UAV mang tên UPI. Ông Alexei Leonkov, một trong những nhà quan sát quân sự nổi tiếng nhất của Nga, cho biết xe tăng Abram của Ukraine được cung cấp mà không có thiết bị bảo vệ bổ sung được lắp đặt trên xe tăng do chính người Mỹ vận hành. Đây là loại giáp Urani nghèo từng được căng ngợi giúp tăng độ bền cho xe tăng. Trong phiên bản M1 do Ukraine chế tạo riêng, lớp giáp Urani nghèo đã được thay thế bằng giáp Wolfram, khiến phương tiện này dễ bị đạn và máy bay không người lái của đối phương tấn công hơn. Ông Leonkov giải thích, sau đó là hệ thống bảo vệ chủ động của xe tăng cụ thể là hệ thống châu Phi được lắp trên các xe Abram khác tại Mỹ, điều mà những chiếc M1 của Ukraine tương tự không có. Ngoài ra, phiên bản cung cấp cho Ukraine còn không có chạm cảnh báo cho máy bay không người lái để phòng thủ trước UAV, nghĩa là Ukraine nhận được phiên bản hạng nhẹ của xe tăng Abram từ Mỹ. Theo vị chuyên gia này, kết quả là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực mà Ukraine nhận được từ phương Tây có rất nhiều điểm yếu. Chúng bao gồm động cơ sử dụng nhiên liệu của máy bay phản lực, mang lại sức mạnh lớn để đẩy chiếc xe bọc thép khổng lồ tiến về phía trước. Nhưng đặc điểm vượt trội này lại phải trả giá bằng sự thất thường trên thực địa và thời gian sử dụng ngắn hơn. Ông Leonkov nói điểm yếu thứ hai như trên một chiếc xe tăng là đỉnh tháp pháo và phần nhô ra bên hông. Dù được bảo vệ tốt đến đâu, chiếc xe tăng vẫn dễ bị nhắm mục tiêu. Nhưng thực tế, phương Tây đã sửa đổi những chiếc Abram được gửi tới Ukraine bằng cách đặt đạn dược không chỉ ở thân xe mà còn một phần ở phía sau tháp pháo điều đó có nghĩa là nếu bị bắn trúng trực tiếp hoặc trong một số điều kiện nhất định khác xe tăng có thể phát nổ và bị phá hủy ông giải thích điểm yếu thứ ba của abram là hệ thống chuyển động ông leon cũng giải thích đồng thời chỉ ra rằng hệ thống chuyển động của mbt mỹ là loại gót chân asin biến bộ áo giáp trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương ở địa hình khó khăn ông nói tất nhiên quân đội nga đều biết về mọi vấn đề này vì vậy họ chờ chiếc xe tăng xuất hiện và khi trung đội Abram này bắt đầu hoạt động ở khu vực Adipka, khai hỏa từ các vị trí đóng, pháo kích vào các vị trí của chúng tôi, thì chúng bắt đầu bị săn lùng. Đánh giá dựa trên thông tin trước Abram thứ hai bị phá hủy, ông Leon cho rằng bộ chuyển động của xe tăng có thể đã bị hư hỏng do trúng đạn từ súng RPG-7. Sau đó máy bay không người lái đã được cử đến để tiêu diệt siêu tăng này. Ông Leon Cup cho biết phiên bản Abram rút gọn mà Ukraine nhận được là một trong một số biến thể mà Mỹ cung cấp cho Kiev đồng thời ông chỉ ra rằng tên lửa atak ms do washington cung cấp cho Kiev năm ngoái đã được chuyển giao mà không có hệ thống dẫn đường quan tính và mô đun điều chỉnh hướng đi gps do lo ngại hệ thống tác chiến điện tử của nga trong mọi trường hợp nhà quan sát này cảnh báo không nên phóng đại khả năng của ngay cả mẫu abram cơ bản được quân đội mỹ sử dụng ông chỉ ra trong cuộc chiến tranh iraq các chỉ huy mỹ đã nhận ra những điểm yếu của xe tăng trước những chiếc áo giáp đơn giản và lỗi thời của iraq xe tăng do phương tây cung cấp cho ukraina dù là abram Leopard 2 hay Challenger 2 luôn được sử dụng làm phương tiện hỗ trợ hỏa lực được triển khai ở cấp độ thứ ba và tham gia vào hỗ trợ hỏa lực hạng nặng. Ông Leon cốp lập luận, chúng được thiết kế như một phương tiện hỗ trợ hỏa lực, như một phương tiện để chấn áp các điểm bắn của đối phương, đồng thời vẫn sẵn sàng chiến đấu sau các cuộc tấn công bằng pháo binh. Ukraine đã tích lũy một số lượng lớn hệ thống pháo binh ở hướng nam của mặt trận trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái, nhưng họ không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi nỗ lực khôi phục vai trò của xe tăng cũng không thành công. Theo trang tin The Kiev Independent, giới chức Ukraine sáng mùng 4 tháng 3 nói rằng trong 24 giờ trước đó, Nga đã tấn công nhắm vào 9 tỉnh ở Ukraine gồm Chernihiv, Sumy, Mykolaiv, Lugan, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson và Kharkov, khiến một người thiệt mạng và 21 người bị thương. Thương vong được báo cáo ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson và Kharkov. Trong khi đó, theo hãng tin TASS, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga, giáp biên giới với Ukraine ngày mùng 4 tháng 3 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ, quân đội Ukraine đã bắn khoảng 80 quả đạn và tấn công vào tỉnh này bằng 4 máy bay không người lái UAV. Ông Gladkov viết rằng không có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, theo Reuters, ngày mùng 4 tháng 3, ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh của tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ukraine là một phần của Nga và loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với giới lãnh đạo Ukraine hiện nay. Trong một bài phát biểu ở miền Nam nước Nga, ông Medvedev còn nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục kế hoạch quân sự ở Ukraine cho đến khi đối phương chấp nhận thua cuộc. Ông còn nói rằng những gì ông gọi là phần lịch sử của nước Nga nên trở về với quê hương. Ngoài ra, ông Medvedev nói rằng tình hình hiện nay giữa Nga và Mỹ còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Cũng theo ông Medvedev, phương Tây nhận thức rõ về phạm vi biên giới chiến lược của Nga, tuy nhiên họ phớt lờ các quy tắc lâu đời và tiến hành can thiệp địa chính trị. Đầu tiên là ở Georgia, sau đó là Ukraine. Trước đó, trong thông điệp chúc mừng ngày lực lượng tác chiến đặc biệt ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường khả năng cơ động và năng lực tấn công của lực lượng hoạt động đặc biệt Nga. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh. Việc hiện đại hóa, nâng cao năng lực của lực lượng đặc nhiệm Nga là ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này. Ông Putin nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của lực lượng tác chiến đặc biệt, nâng cao khả năng cơ động và tấn công, đồng thời trang bị cho họ vũ khí và thiết bị thế hệ mới." Ông Putin cho biết thêm, "Nâng cao năng lực của lực lượng đặc nhiệm Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển lâu dài của lục quân và hải quân Nga." lực lượng tác chiến đặc biệt của Nga là lực lượng luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ chiến lược, được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và là một phần của lực lượng vũ trang Nga. Lực lượng đặc biệt Nga đã tham gia vào các hành động bí mật của Nga ở Syria trong thập kỷ qua. Kể từ năm 2022, khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, lực lượng này cũng đóng vai trò quan trọng. Ông Putin cho biết thêm, ở những khu vực nguy hiểm nhất, trên tiền tuyến, sâu trong phòng tuyến của đối phương, trong các cuộc đột kích và tấn công chớp nhoáng, lực lượng đặc nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo hãng tin Ria Novosti, chỉ huy đơn vị UAV của lực lượng vũ trang Nga có biệt danh là Lego đã chia sẻ những khía cạnh quan trọng cho phép UAV của Ukraine đi tới mục tiêu ở khoảng cách rất xa so với tiền tuyến. Trước đó, một số UAV của Ukraine đã vượt qua 1.250 km và tấn công một kho chứa dầu của Nga ở thành phố Saint Petersburg. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết UAV dùng để tấn công San Petersburg do nước này sản xuất với giá 350 đô la Mỹ. Quan chức Ukraine tuyên bố từ giờ các cơ sở quân sự của Nga ở San Petersburg và Leningrad đều nằm trong tầm tay của lực lượng Ukraine. Chỉ huy Lego cho hay UAV của Ukraine có một điểm đặc biệt là khả năng di chuyển ở chế độ im lặng, không phát ra tín hiệu radio. Vì thế việc phát hiện và chặn phương tiện này khá phức tạp người điều khiển UAV này đặt điểm cuối tuyến cho máy bay và điều chỉnh chuyến bay bằng vệ tinh, từ đó cho phép UAV tiến đến mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao. Người này lưu ý, hiệu quả của những máy bay không người lái như vậy không phụ thuộc vào động cơ, và nếu được cung cấp đủ nhiên liệu, các máy bay này có khả năng bay khắp toàn cầu. Các nhận xét trên được đưa ra sau sự cố ở Biskarevsky Prospect ở St. Petersburg, nơi các tòa nhà dân cư bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết công nghệ máy bay không người lái UAV và ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Ukraine đang phát triển là nhân tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Điều này có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ông Kamysin cũng kêu gọi phương Tây làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine giữ vững tiền tuyến trước lực lượng nga trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba. Trả lời phỏng vấn The Independent, ông Kamysin cảnh báo rằng trong cuộc đấu pháo binh với Nga, Ukraine có thể cần số lượng đạn dược mà không một quốc gia nào có thể cung cấp được, kể cả Mỹ. Do vậy, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba và vẫn chưa có hồi kết, Ukraine đang phát triển các phương tiện chiến đấu tiết kiệm chi phí hơn để giữ thế trận, đồng thời tối đa hóa việc sản xuất vũ khí trong nước. Sản lượng vũ khí nội địa của Ukraine đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và có kế hoạch tăng gấp 6 lần trong năm nay. Ông Kamisin cho biết, Ukraine đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ máy bay không người lái, trong bối cảnh UAV đã trở thành vũ khí đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh thành lập nhánh máy bay không người lái trong lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho rằng việc sản xuất UAV nội địa là rất quan trọng. Ông Kamisin cho hay, chúng tôi có thể sản xuất hơn 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất FPV trong năm nay, cùng 10.000 UAV tự sát tầm trung và ít nhất 1.000 phi cơ tầm xa với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 1.000 km đây là một yếu tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi cùng với lực lượng UAV mới được thành lập sẽ mang lại kết quả. Ukraine đã tích cực sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu của Nga. Kiev tuyên bố UAV của họ đã làm hư hại và phá hủy hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ thiết bị của Nga, bao gồm hơn 1.000 xe tăng, 1.600 xe bọc thép và gần 900 khẩu pháo. Khi các đồng minh phương Tây chưa thể ngay lập tức cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, Kiev đã tìm cách bổ sung hệ thống phòng không lai ghép. Tổ hợp phòng không Franken kết hợp tên lửa của phương Tây với các bệ phóng và radar từ thời Liên Xô vẫn còn trong kho dự trữ của Ukraine đã phát huy hiệu quả trên chiến trường. Ông Kamisin cho biết, Ukraine có một số khả năng để phát triển các công nghệ khí ký ép đang tích cực thử nghiệm các nguyên mẫu trong thời gian thực trên chiến trường. Trong tháng 2, chính phủ Anh cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của UAV và tuyên bố sẽ đầu tư 4,5 tỷ bảng Anh vào UAV trong thập kỷ tới. Tổng thống Zelensky tháng trước đã cách chức tướng Valery Zaluzny, viện dẫn lý do Ukraine cần phải thay đổi chiến lược. Tướng Alexander Sinsky được bổ nhiệm thay ông Zaluzny làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Thị trường Kiev đánh giá, trong hai năm đầu xảy ra xung đột với Nga, ông Zaluzny đã bảo vệ thành công đất nước trước đội quân lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới. Ông lưu ý thêm, người dân Ukraine coi vị tướng nổi tiếng này là người bảo vệ quan trọng nhất của quốc gia. Ông Klitschko nói tại cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Ý rằng loại bỏ ông ấy, tức ông Zaluzny, là một sai lầm lớn. Chúng tôi cần đoàn kết xung quanh những người có sự ủng hộ cao nhất như tướng Zaluzny, người có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Klitschko, từng là nhà vô địch thế giới môn quyền Anh hạng nặng, giữ chức thị trưởng Kiev từ năm 2014 và là đối thủ chính trị của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, những bình luận của ông cũng phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng trong nội bộ Ukraine sau gần 2 năm xung đột ảnh hưởng và vị thế của tướng Zaluzny bắt đầu nổi lên từ khi Nga mở kế hoạch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa ông và Tổng thống Zelensky bùng phát vào tháng 11 năm 2023 sau khi tư lệnh quân đội Ukraine nói kế hoạch phản công của Kiev đã lâm vào bế tắc và vấp phải chỉ trích gay gắt từ văn phòng Tổng thống. Bất đồng giữa hai bên sau đó tiếp tục bị nới rộng do tranh cãi về vấn đề huy động quân khi tướng Zelensky muốn bổ sung thêm 450.000 đến 500.000 quân ra tiền tuyến, điều mà ông Zelensky phản đối. Trước đó, ông Zelensky được xem là nhân vật nổi bật hàng đầu của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong năm 2023, dưới sự chỉ huy của Zelensky, Ukraine đã tiến hành cuộc phản công mùa xuân bị trì hoãn nhiều lần và kết cục không giành được chiến thắng đột phá như năm trước đó sau khi ông Zaluzny rời chức, Ukraine tiếp tục mất thêm địa điểm chiến lược Adipka vào tay Nga. Trong khi đó, các ý kiến ủng hộ ông Zaluzny cho rằng đây là nhân vật quan trọng và có uy tín trong hàng ngũ quân đội cũng như với người dân Ukraine. Việc thay ông vì vậy sẽ tác động lên tâm lý binh sĩ. Ông Zaluzny được cho là có nhiều mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky, đặc biệt vấn đề huy động quân. Bản thân ông Zaluzny muốn có số lượng binh lính nhiều hơn nhưng không được chấp thuận và giờ chuyện nhân sự đang là một trong những vấn đề nhức nhối của Ukraine. Ngoài việc hứng chỉ trích về vấn đề thay đổi tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tổng thống Zelensky còn phải đối mặt với sự thất bại quân sự liên tiếp. Mới đây nhất, ông cho rằng các đồng minh NATO đã không tận tâm trong hỗ trợ quân sự cho Kiev, khiến Ukraine liên tiếp hứng chịu các thất bại trên chiến trường. Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các đồng minh NATO của Kiev đang biến vấn đề viện trợ quân sự thành quân bài chính trị trong nước hơn là tìm cách hỗ trợ cho Ukraine. Ông cũng cảnh báo phương Tây sẽ sớm thấy hậu quả vì hành động này. Nhận xét của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev ước tính 61 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các nước thành viên NATO cam kết viện trợ thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhưng chưa được giải ngân. Các con số trên khác xa so với số tiền hơn 125 tỷ đô la Mỹ được chuyển cho Kiev trong 2 năm xung đột. Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn khi Kiev đã sử dụng hết nguồn lực của nước này nhưng vẫn không thể đạt được các thay đổi tích cực trên chiến trường trong năm 2023. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev cho rằng các đại sứ Liên minh châu Âu-EU nên bị trục xuất khỏi Nga vì từ chối thảo luận về việc can thiệp bầu cử với Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Theo ông Medvedev, đại sứ các nước EU tại Nga đã từ chối gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Họ có thể đã làm theo lời khuyên từ Bruxelles. Chuyện này hoàn toàn đi ngược lại với ý tưởng về sự tồn tại của các cơ quan ngoại giao và nhiệm vụ của đại sứ những đại sứ EU này nên bị trục xuất khỏi Nga và mức độ quan hệ ngoại giao nên bị hạ cấp. Ông cũng chỉ trích các nhà ngoại giao EU yếu kém về mặt chính trị và không hiểu nhiệm vụ thực sự của mình. Phát biểu tại sự kiện dành cho giới trẻ ở thị trấn Sirius bên bờ biển đen của Nga, ngoại trưởng Lavrov nói, Moscow đã mời các đại sứ EU đến dự một cuộc họp nhằm cảnh báo không nên can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo ông, các cơ quan chức năng Nga đã thu thập rất nhiều tài liệu về sự hỗ trợ của nước ngoài dành cho phe đối lập ở Nga, nhưng không giải thích thêm. Tuy nhiên, hãng tin RBK dẫn lời phái đoàn EU tại Nga xác nhận các đại sứ EU đã phớt lờ lời mời của ông Lavrov. Phái đoàn EU cũng cho hay mức độ tin cậy thấp xuất phát từ những bất đồng về cuộc xung đột ở Ukraine và cái chết của nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và nhiều nước phương Tây đã rơi xuống mức thấp lịch sử do những bất đồng về cuộc xung đột Ukraine và nhiều vấn đề khác như những tranh cãi về an ninh ở châu Âu và việc NATO mở rộng hoạt động liên quan đến diễn biến xung đột Nga-Ukraine. Quan chức hàng đầu của Detex, hãng năng lượng tư nhân lớn nhất tại Ukraine, vừa cảnh báo rằng các trì hoãn trong viện trợ của Mỹ đã làm suy yếu năng lực của Kyiv khi đương đầu với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nguồn cung điện cụ thể tổng giám đốc điều hành của detec ông maxim timchenko nói rằng ukraine có thể thua trong chiến tranh năng lượng với nga nếu viện trợ của mỹ tiếp tục bị đình trệ và không tới ukraine sớm lời tuyên bố trên của ông timchenko đã làm tăng thêm mối quan ngại ngày càng lớn của kiev về gói viện trợ dành cho họ bị phe cộng hòa trong quốc hội mỹ chặn lại giới chức ukraine cho biết gói viện trợ này cần được chuyển đến nước này trong vòng một tháng để giúp lực lượng vũ trang của họ ngăn chặn chiến dịch của nga ở ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba. Ông Timchenko nói chiến thắng của Ukraine phụ thuộc không chỉ vào những người chiến đấu ở tiền tuyến mà còn ở cách sinh tồn của nền kinh tế chúng tôi vào cách duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Theo ông, nguồn cung cấp điện quan trọng ngang hàng nhau trong cả mùa hè lẫn mùa đông. Ngân hàng Thế giới vào tháng 11 năm 2023 ước tính rằng thiệt hại của ngành năng lượng Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga là ở mức 12 tỷ đô la Mỹ với hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hại trong mùa đông 2022-2023. Theo ông Timchenko, trong những tháng đầu của mùa đông, Ukraine được chuẩn bị tốt hơn và vẫn bảo vệ khá tốt cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Nhưng trong những tuần gần đây, có thêm nhiều UAV và tên lửa của đối phương đánh trúng mục tiêu. Ukraine hiện đang chật vật duy trì hệ thống phòng không trong bối cảnh nguồn cung đạn dược từ phương Tây cạn kiệt dần. Tổng giám đốc Timchenko đã gợi ý một trong những cách Ukraine có thể nâng cao sự kiên cường của mình trước các đòn tấn công của Nga là bằng cách mở rộng năng lượng tái tạo. Một vụ nổ nghiêm trọng bên trong nhà máy điện có thể gây mất điện diện rộng ngay tức khắc, nhưng sự cố này ít xảy ra tại các trang trại tạo điện gió. Vì tại đây việc tạo ra cùng một lượng điện như ở nhà máy sẽ được phân bố ra nhiều tua bin khác nhau, nên một cú tấn công riêng lẻ sẽ khó làm ngừng quá trình sản xuất điện. trong cuộc phỏng vấn được trang Novinki của Séc đang ngày 4 tháng 3. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến phát biểu của ông ngày 26 tháng 2, trong đó ông tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp nói, về việc điều quân tới Ukraine, tôi đã nói rằng không có gì có thể loại trừ được. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang có kế hoạch triển khai lực lượng Pháp tới Ukraine trong tương lai gần. Chúng tôi đang mở một cuộc thảo luận và đang cân nhắc mọi thứ có thể làm để hỗ trợ Ukraine trước hết là lãnh thổ Ukraine. Theo Tổng thống Pháp, các bên tham gia hội nghị về Ukraine ở Paris đã nhất trí về 5 lĩnh vực hợp tác, bao gồm an ninh mạng, sản xuất các mặt hàng quân sự cho Ukraine, hỗ trợ an ninh cho hầu hết các quốc gia dễ bị tổn thương trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, trước hết là Moldova, hỗ trợ cho Ukraine ở biên giới với Belarus và hợp tác trong hoạt động giả phá bom mìn. Ngoài ra, ông Macron nhấn mạnh lần danh đỏ của Pháp là không chiến đấu chống lại người dân Nga và không đẩy xung đột gia tăng căng thẳng. Sau hội nghị, Tổng thống Macron cho biết các bên tham gia đã xem xét việc đưa lực lượng bộ binh tới Ukraine. Mặc dù không đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, song ông vẫn để ngỏ khả năng xảy ra kịch bản như vậy trong tương lai. Ngay hôm sau, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho biết sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine có thể cần thiết để cung cấp một số loại hỗ trợ nhất định, chẳng hạn trong các hoạt động giả phá bom mìn và huấn luyện binh sĩ Ukraine. Song ông nhấn mạnh sự hiện diện đó không có nghĩa là Pháp sẽ tham gia vào các hoạt động quân sự trong xung đột với Nga. Giới phân tích cho rằng phát biểu của ông Macron phù hợp với hình ảnh người thích phá vỡ những điều cấm kỵ và quy tắc thông thường. Tổng thống Pháp dường như muốn thúc đẩy lời kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng và chấm dứt cái mà ông gọi là sự phụ thuộc nguy hiểm vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cũng cảnh báo cách ghi điểm chính trị này của Tổng thống Pháp đang phản tác dụng và gây chia rẽ không cần thiết trong nội bộ NATO. Hầu hết các nước tham gia hội nghị đều cam kết không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để chống Nga. Một số đồng minh NATO đã công khai bác bỏ đề xuất của nhà lãnh đạo Pháp người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho biết việc triển khai quân tới ukraine là quyết định có chủ quyền của các nước thứ ba song cả mỹ và nato trước đó đều nói rõ rằng họ không có kế hoạch đó ông kirby nói đó là một quyết định có chủ quyền mà mọi đồng minh nato sẽ phải tự đưa ra tổng thống joe biden đã nói rõ ràng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột rằng sẽ không có binh sĩ mỹ nào đóng vai trò chiến đấu ở ukraine thủ tướng đức olaf scholz khẳng định những gì đã được thỏa thuận ngay từ đầu giữa chúng ta sẽ được áp dụng trong tương lai cụ thể là các nước châu Âu hoặc thành viên NATO sẽ không điều bất cứ binh sĩ nào đến Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố Budapest không sẵn sàng gửi vũ khí hoặc điều quân tới Ukraine. Ông nói đây là lập trường rất rõ ràng và vững chắc của Hungary. Thủ tướng Thụy Điển Úc Kristersson nhận định rằng Ukraine chưa có nhu cầu tiếp nhận bộ binh của phương Tây và việc điều quân tới nước này chưa nằm trong kế hoạch của Stockholm. Trong cuộc họp báo chung ở Praha, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng tuyên bố chính phủ hai nước không xem xét lựa chọn nói trên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối này không hề có sự chuẩn bị nào để đưa lực lượng tới Ukraine. Ông tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh của NATO đến chiến đấu ở Ukraine. Ngày 4 tháng 3, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan thông báo trong năm 2024, Chính phủ nước này đã phân bổ khoảng 525 triệu đô la Mỹ cho hoạt động xây dựng các tuyến phòng thủ và công sự trang Fakti của Ukraine dẫn lời ông Smihan nhấn mạnh, trụ sở điều phối hoạt động hầu như hàng ngày, trong khi nhiều cơ quan và bộ ngành phối hợp với nhau để tiến hành công việc một cách hiệu quả, nhanh chóng để có tuyến phòng thủ và hậu phương đáng tin cậy. Phần lớn kinh phí, 105 triệu đô la Mỹ, được phân bổ cho hoạt động xây dựng các công sự tại vùng Kharkov ở miền Đông. Ngoài ra, chính phủ cũng đã phân bổ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để mua các loại máy bay không người lái. Việc Ukraine thiếu phòng tuyến vững chắc ở khu vực này là tương phản với phòng tuyến đáng sợ đã được Nga giải công xây dựng nhằm vô hiệu hóa chiến dịch phản công của Ukraine. Công sự của Nga bố trí quanh ngôi làng Verbov mà Ukraine cố gắng đánh chiếm bất thành vào mùa thu 2023 cho thấy sự đối lập lớn giữa đôi bên. Trong khi phòng tuyến Ukraine quanh các ngôi làng là sơ sai, thì Verbov lại có vành đai công sự đồng tâm. Vành ngoài cùng là tuyến hào đủ rộng để làm sập bẫy các xe tăng và xe thiết giáp của đối phương. Kế đó là các chướng ngại vật bằng bê tông có tên gọi răng rồng, cũng dùng để cản say tăng của đối phương. trong cùng là tuyến hào dành cho bộ binh. trong một diễn biến liên quan, cùng ngày tại hội nghị do phòng thương mại và công nghiệp Hungary tổ chức ở Budapest, thủ tướng nước này Viktor Orbán cho rằng phương Tây sẽ không thể đánh bại Nga ở Ukraine, nhưng Moscow cũng sẽ không thể giành chiến thắng ở đó. TASS dẫn nhận định của ông Orbán rằng chỉ có một giải pháp duy nhất là các cuộc đàm phán hòa bình phải bắt đầu dù sớm hay muộn và nếu diễn ra càng sớm thì càng tốt cho tất cả mọi người. tuy vậy. Thủ tướng Hungary cũng đánh giá, người châu Âu đã không thể khoanh vùng được cuộc xung đột mà ngược lại chỉ mở rộng và bỏ lỡ thời điểm thích hợp để nhanh chóng ký thỏa thuận hòa bình, khi ngay cả người Nga cũng quan tâm đến mục tiêu này. Hy vọng Nga Ukraine sớm hay muộn sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình với sự tham gia của Mỹ. Song nhà lãnh đạo Hungary cho rằng, trong tình huống như vậy, nhiều khả năng ý kiến của Liên minh châu Âu-EU sẽ không còn được tính đến trong những cuộc đàm phán. Budapest đã nhiều lần nêu quan điểm rằng, không chỉ Ukraine và Nga, mà cả Mỹ quốc gia cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự chính cho Kiev cũng nên tham gia đàm phán để giải quyết xung đột. Thủ tướng Orbán không giấu giếm quan điểm rằng, về vấn đề này, ông đặt nhiều hy vọng vào việc ông Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới và trở lại Nhà Trắng. Reuters đưa tin, nhà lãnh đạo Hungary sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Trump ở Florida vào thứ Sáu tuần này, ngày 8 tháng 3. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 4 tháng 3 thông tin với các phóng viên cho biết, Moscow đang theo dõi cuộc tập trận Nordic Response 24, phản ứng Bắc Âu 2024 của NATO, trong đó có các thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển tham gia. Ông Grusko nêu rõ, quân đội Nga đang theo dõi họ, tất cả các phương tiện cần thiết đều sẵn sàng. Lập trường chính trị của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi cho rằng những cuộc tập trận này mang tính chất thị uy và khiêu khích. Theo ông Grusko, bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào, đặc biệt là gần chiến tuyến, đều làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự. Vì vậy, từ quan điểm đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga, mọi biện pháp cần thiết đều được thực hiện. Ông Grusko lưu ý, tất cả hoạt động này đang làm suy yếu thêm an ninh châu Âu, tạo thêm rủi ro ở Bắc Âu. Trước đó, lực lượng không quân Phần Lan cho biết hơn 100 máy bay từ Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và các quốc gia thành viên NATO khác sẽ tham gia cuộc tập trận Nordic Response 24. Cuộc tập trận quân sự sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại các khu vực phía bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Theo đài truyền hình công cộng Phần Lan ILE, phản ứng Bắc Âu 2024 sẽ diễn ra trên bộ, trên biển và trên không với sự tham gia của khoảng 20.000 binh sĩ từ 14 quốc gia. Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu mang tên Phản ứng của Bắc Âu 2024 đánh dấu sự tham gia lớn nhất từ trước đến nay của Phần Lan trong một cuộc tập trận quân sự ở nước ngoài với hơn 4.000 binh sĩ nước này tham gia. Động thái trên diễn ra sau quyết định lịch sử của Helsinki gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái, từng được biết đến với tên gọi phản ứng lạnh, diễn ra hai năm một lần. Việc NATO đổi tên cuộc tập trận nhằm công nhận Phần Lan trở thành thành viên của liên minh quân sự và Thụy Điển sẽ tham gia với tư cách là thành viên thứ 32. Phát biểu khai mạc cuộc tập trận, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Na Uy, Chuẩn tướng Trond Strand cho biết: "Chúng ta cần có khả năng chống trả và ngăn chặn bất cứ ai cố gắng thách thức biên giới, các giá trị và nền dân chủ. Với tình hình an ninh hiện tại ở châu Âu, cuộc tập trận cực kỳ phù hợp và quan trọng hơn bao giờ hết. Tờ Guardian dẫn một tuyên bố của quân đội Na Uy khẳng định, với Phần Lan và sắp tới là Thụy Điển là các nước láng giềng đồng minh, cuộc tập trận góp phần thúc đẩy sự hội nhập Bắc Âu chặt chẽ hơn trong khuôn khổ NATO. Quân đội Na Uy cũng cho hay tất cả các quốc gia liên quan, trong đó có Nga, đã được thông báo về cuộc tập trận. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu. Ông Medvedev nói, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chính sách hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu. Tôi xin nhắc lại rằng trong những năm tốt đẹp nhất, thương mại của chúng tôi với Liên minh châu Âu lên tới 500 tỷ euro. Tuy nhiên, ông Dmitry Medvedev cho rằng, thay về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga, châu Âu đã chọn hành động theo yêu cầu của Mỹ. Ông Dmitry Medvedev cho hay, các nước EU đã chọn con đường khác cho chính họ, hành động theo Mỹ. Theo yêu cầu của Mỹ, họ đang đặt cược vào sự đối đầu và phá hủy mọi thứ trong quan hệ với Nga vốn rất khó khăn để tạo dựng. Tháng 10 năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói Moscow và EU hiện là đối thủ thực sự, chứ không phải là láng giềng. EU đã chi những khoản tiền khổng lồ để duy trì an ninh của mình, nhưng lại mất đi Nga với tư cách là đối tác chiến lược dài hạn. Theo ông Dmitry Medvedev, Bruxelles đã bị ám ảnh với việc xây dựng các thuyết âm mưu điên rồ và phát ngôn không kiểm soát về Nga. Ông Medvedev cho rằng EU đã mất khả năng hành động độc lập không chỉ trên toàn cầu mà thậm chí là tại châu Âu quan chức Nga khẳng định các cường quốc trên thế giới sớm hay muộn sẽ thống nhất cách cùng tồn tại trong điều kiện địa chính trị mới. Nhấn mạnh Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thỏa thuận với Nga, Trung Quốc và các quốc gia Nam bán cầu. EU liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Tháng trước, EU duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Trong gói trừng phạt nhằm vào Nga này, EU liệt hơn 190 thực thể và cá nhân giúp Nga mua vũ khí vào danh sách đen. Theo đó, những cá nhân trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản. Trong khi các công dân và công ty của EU hiện bị cấm cung cấp vốn cho những trường hợp này. Ngoài ra, các cá nhân bị trừng phạt sẽ phải đối mặt với lệnh cấm du lịch, không được nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ EU. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế Nga và khiến nước này không thể tài trợ cho hoạt động quân sự của mình. Thế nhưng, nền kinh tế Nga vẫn đứng vững nhờ những thay đổi chính sách tài khóa kịp thời và sự chuyển hướng phần lớn thương mại của nước này sang châu Á nhóm biện pháp trừng phạt của EU chủ yếu nhắm đến xuất khẩu kim cương của Nga, cũng như các biện pháp thắt chặt việc thực thi giới hạn giá dầu nhằm hạn chế doanh thu mà Điện Kremlin thu được từ việc bán dầu thô cho các nước ngoài EU. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các đòn trừng phạt chớp nhoáng của phương Tây nhằm vào nền kinh tế nước này đã thất bại hoàn toàn. Ông nói, bất chấp các lệnh trừng phạt, tăng trưởng nền kinh tế của Nga sẽ hơn 3%, trong khi các nền kinh tế khác như Đức sẽ bị suy thoái. Trước đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng Bất kỳ hành động nào liên quan đến tài sản của Nga từ Mỹ và các đồng minh sẽ dẫn đến biện pháp đáp trả tương tự. Hãng Bloomberg đưa tin, Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đạt đồng thuận trong kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cho Ukraine trước cuộc gặp vào tháng 6. Cùng với Mỹ, anh đang thúc đẩy các động thái nhằm tịch thu hoàn toàn số tiền đang nắm giữ của Nga để tài trợ cho chính phủ Ukraine. Cụ thể, ngày 29 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh cơ sở pháp lý và đạo đức cho việc tịch thu tài sản là rất vững chắc. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước đó kêu gọi các nước phương Tây tá bạo hơn trong nỗ lực khai thác tài sản. Bộ trưởng Yellen tiết lộ đã tranh luận với người đồng cấp Pháp Bruno Le Maire về việc cung cấp các phương án mà giới lãnh đạo G7 có thể đưa ra thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Tuy nhiên, theo Bloomberg, dạn nứt đang gia tăng giữa các đồng minh phương Tây về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine khi họ tiếp tục tranh cãi về cách sử dụng hợp pháp số tiền khổng lồ này. Một số nước thuộc Liên minh châu Âu-EU lên tiếng cảnh báo về những tác động pháp lý và tài chính của động thái như vậy. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire bác bỏ quan điểm của bà Yellen và nhấn mạnh rằng hiện tại chúng tôi không có cơ sở pháp lý để tịch thu tài sản của Nga, chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Về phía Đức, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner nói rằng EU đang xem xét một bước đi an toàn về mặt pháp lý cũng có thể được thực hiện trong thời gian ngắn để sử dụng số tiền thu được như tiền lãi từ tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ Kyiv. Trong năm 2023, doanh thu thu được từ khối tài sản bị đóng băng của Nga lên tới 4,8 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, chủ tịch Ủy ban Châu Âu EC Ursula von der Leyen đã đề nghị sử dụng số tiền này để hỗ trợ cho Kyiv. Bà nói rằng đã đến lúc thảo luận về việc sử dụng lợi nhuận lớn từ tài sản bị đóng băng của Nga để mua thiết bị quân sự cho Ukraine. Washington ủng hộ ý tưởng đánh thuế tài sản của Moscow. Đồng thời lưu ý các vấn đề liên quan tới mặt pháp lý. Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang ngày 29 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phương Tây đang làm mất uy tín của đồng tiền và hệ thống ngân hàng. Người đứng đầu điện Kremlin cho hay, Moscow cùng với các quốc gia thân thiện sẽ tập trung vào việc tạo ra cơ sở hạ tầng tài chính mới, không dính líu đến chính trị, khi nước này tìm cách đoàn kết các nỗ lực trước những thách thức toàn cầu. Tổng thống Putin nhấn mạnh, bản thân phương Tây đang làm mất uy tín của đồng tiền và hệ thống ngân hàng của mình. Ông đề cập xu hướng toàn cầu ngày càng tăng trong việc sử dụng nội tệ trong thương mại thay vì đồng đô la Mỹ. Theo đó, xu hướng này đã đạt được động lực đáng kể kể từ khi Nga bị cắt khỏi hệ thống tài chính phương Tây và đóng băng dự trữ ngoại hối vào năm 2022. Một số quan chức Nga nhiều lần cảnh báo đồng đô la Mỹ từ lâu đã được sử dụng làm vũ khí và lưu ý rằng những hành động như vậy đã khiến các nước trên thế giới giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh. Trước đó, phía Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh về một động thái đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga nhận thấy hành động đóng băng của phương Tây đối với khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của mình là bất hợp pháp. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, nước này đang nắm giữ một lượng lớn tài sản của phương Tây và sẽ xử lý chúng nếu những quốc gia này sử dụng tài sản của Moscow để hỗ trợ Ukraine. Tiến sĩ Andrei Kolganov, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Moscow tiết lộ, Nga đang nắm giữ toàn bộ tài sản của một số công ty nước ngoài dừng hoạt động ở nước này. Đây sẽ trở thành công cụ để đối phó với mọi hành động tịch thu tài sản từ phương Tây. Theo ông Andrei Konganov, tổng giá trị của những tài sản này có thể ngang bằng với quy mô của các quỹ tài sản Nga đang bị đóng băng. Hãng Reuters đưa tin, các thẩm phán tòa án tối cao Mỹ ngày 4 tháng 3 đã nhất trí đảo ngược phán quyết ngày 19 tháng 12 năm 2023 của tòa án tối cao Colorado, vốn cho rằng ông Donald Trump không đủ tiêu chuẩn tham gia tranh cử theo mục 3, tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ vì đã tham gia vào cuộc bạo loạn ở Capitol. Điều khoản mà tòa án Colorado viện dẫn cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, điều khoản trên chưa bao giờ được sử dụng để cấm một ứng viên tổng thống tranh cử. Trong cuộc tranh luận miệng hồi tháng 2, gần như tất cả các thẩm phán của tòa án tối cao Mỹ đều bày tỏ sự hoài nghi về thẩm quyền của tòa án Colorado trong việc loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu. Họ lo lắng hỗn loạn sẽ bùng nổ. Nếu các bang có thẩm quyền đơn phương trong việc xác định một ứng viên đã tham gia cuộc bạo loạn và điều đó sẽ dẫn tới một cuộc ăn miếng trả miếng mang tính đảng phái. Tòa án tối cao Mỹ cho biết, các thẩm phán kết luận rằng các bang có thể loại bỏ những người nắm giữ hoặc cố gắng giữ chức vụ bang. Tuy nhiên, theo hiến pháp, các bang không có quyền thực thi mục 3 đối với các chức vụ liên bang, đặc biệt là chức tổng thống. Các thẩm phán nhận thấy rằng chỉ có quốc hội mới có thể thực thi điều khoản này đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang. Tòa án Colorado hồi tháng 12 năm 2023 cho rằng ông Trump không đủ tư cách để giữ vị trí tổng thống theo mục 3, tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Điều này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Tòa Colorado cho rằng ông Trump đã tham gia bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 bằng cách kích động. Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ là chiến thắng mới nhất cho cựu Tổng thống Trump trong đường đua vào Nhà Trắng năm nay Ông Trump có khả năng cao trở thành ứng viên tổng thống đại diện Đảng Cộng Hòa, bất chấp ông đang bị nhiều vấn đề pháp lý bổ vây. Cựu tổng thống Donald Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu cho sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để thách thức tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump trong cuộc đề cử của Đảng Cộng Hòa là cựu thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley. Quân đội Israel hôm ngày 4 tháng 3 cho biết cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Gaza đã tuyển dụng hơn 450 đặc vụ quân sự từ lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác. Israel cho biết đã chia sẻ thông tin tình báo này với Liên hợp quốc. Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hiện đang là tâm điểm cơn bão ngoại giao sau khi Israel cáo buộc nhiều nhân viên của cơ quan này đóng vai trò là thành viên của Hamas. Một số nhân viên thậm chí còn tham gia vào cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào lãnh thổ Israel. Mỹ và các quốc gia khác đã tạm dừng tài trợ cho UNRWA. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, hơn 450 nhân viên UNRWA là đặc vụ quân sự trong các nhóm khủng bố ở Gaza. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là có hệ thống. Không có tuyên bố chúng tôi không biết, Hamas lợi dụng các tổ chức nhân đạo và sử dụng chúng để phạm tội ác chống lại loài người. Những kẻ khủng bố này được UNRWA tuyển dụng, nhận lương do cộng đồng quốc tế chi trả. Các khoản quyên góp nhằm mục đích nhân đạo nhằm mang lại lợi ích cho người dân Gaza, nhưng lại đang tài trợ cho những kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi đã chia sẻ, cũng như cung cấp thêm thông tin tình báo cho các đối tác quốc tế của chúng tôi, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Trong một phản ứng, UNRWA cho biết họ hoàn ngành tất cả thông tin để đưa vào cuộc điều tra độc lập mà Liên Hợp Quốc đang tiến hành. Các nhà lãnh đạo Palestine đã cáo buộc Israel tấn công chính trị vào UNRWA và kêu gọi khôi phục nguồn tài trợ cho tổ chức này. UNRWA tuyển dụng 13.000 người ở Gaza và cung cấp trợ giúp hàng ngày cho hơn một nửa trong số 2,3 triệu người Palestine ở Gaza. Việc đóng băng tài trợ đã làm trầm trọng thêm căng thẳng đối với một cơ quan cứu trợ, vốn đã cạn tài chính trong gần 5 tháng chiến tranh. Đặc phái viên Mỹ Amos Hostein đã có chuyến thăm Liban hôm qua ngày 4 tháng 3 để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và quân đội Israel. Tuy nhiên, chưa có những dấu hiệu tích cực trong việc giảm căng thẳng xung đột giữa hai bên. Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Peri hôm qua ngày 4 tháng 3, Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết, một lệnh ngừng bắn ở Gaza nếu đạt được sẽ không ngay lập tức giúp chấm dứt các hành động thù địch giữa Hezbollah và Israel, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột gia tăng. Ông Hochstein nhấn mạnh, Mỹ vẫn cam kết thúc đẩy các giải pháp an ninh lâu dài thông qua biện pháp ngoại giao. Trong những tuần qua, giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel liên tục gia tăng. Cũng trong ngày hôm qua, một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban đã làm ba nhân viên y tế Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, một vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng của Hezbollah và một thị trấn miền Bắc Israel đã làm 8 người thương vong. Trong những tháng gần đây, các phái đoàn phương Tây, trong đó các nhà ngoại giao hàng đầu từ Pháp, Anh và Đức đã tới Liban để kêu gọi các bên kiềm chế và thảo luận về các giải pháp cho cuộc xung đột tại biên giới israel liban Trong đó, Pháp đưa ra kế hoạch thúc đẩy các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột israel hebola với việc Hezbollah rút lui khỏi biên giới khoảng 12 km và Israel tạm dừng các cuộc tấn công. Sáng ngày 4 tháng 3 giờ địa phương, quân đội Israel IDF đã tiến hành đợt truy quét dữ dội nhất tại thủ đô Ramallah của chính quyền Palestine PA ở bờ Tây, bắt giữ ít nhất 5 năm người, khiến một trẻ vị thành niên thiệt mạng. Đây là cuộc đột kích lớn nhất của Israel vào thành phố này trong nhiều năm. Các nhân chứng ở Ramallah cho biết, lực lượng Israel đã lái hàng chục phương tiện quân sự vào thành phố, trụ sở của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo. Hạng thông tấn WFAFA của Palestine đưa tin, tại trại tị nạn Amari, đã nổ ra các hoạt động phản kháng của người dân. Sau đó, binh sĩ Israel nổ súng vào một nhóm thanh niên Palestine, khiến một thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng. IDF cũng điều máy móc đến phá hủy nhà của một người dân ở thành phố Nablus, về cáo buộc người này là thủ phạm thực hiện vụ khủng bố hồi tháng 4 năm ngoái. Bạo lực bùng phát tại bờ Tây sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Đến nay, 400 người Palestine đã thiệt mạng trong những cuộc chạm trán với các lực lượng an ninh của Israel. Bộ Ngoại giao Palestine cho biết Israel đang biến cuộc sống của người Palestine ở Bờ Tây trở thành địa ngục không thể chịu đựng nổi bằng các hành động bao gồm đột kích, giam giữ và hạn chế di chuyển. Đồng thời cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng khiến Bờ Tây rơi vào bạo lực và tình trạng hỗn loạn. Trước đó, Phát ngồi viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby cho biết, Mỹ vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy việc phóng thích con tin vào dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Ông Kirby cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza và đang tìm cách thiết lập một hành lang viện trợ đường biển để gia tăng số hàng vận chuyển. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với thành viên nội các chiến tranh Israel Benyamin tại Nhà Trắng ngày 4 tháng 3 để thảo luận tình hình ở Gaza. Phó Tổng thống Kamala Harris một lần nữa liên án vụ tấn công hôm ngày 7 tháng 10 của Hamas cũng như việc phong trào này bắt cóc các con tin trong đó có công dân Mỹ. Nội dung thảo luận cũng bao gồm tình hình ở Rafah và sự cần thiết có một kế hoạch nhân đạo đáng tin cậy và khả thi trước khi tiến hành mọi kế hoạch quân sự lớn nhằm bảo vệ an toàn cho dân thường. Phó tổng thống Mỹ kêu gọi Israel có các biện pháp bổ sung trong hợp tác với Mỹ và các đối tác quốc tế nhằm gia tăng dòng chảy viện trợ vào Gaza cũng như đảm bảo viện trợ được phân phối tới người dân một cách an toàn. Cùng ngày 4 tháng 3, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đang tìm cách đưa viện trợ vào Gaza thông qua nhiều kênh nhất có thể nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington lạc quan về một hành lang viện trợ đường biển mà nước này đang tìm cách thiết lập. Theo ông Miller, mục đích của Mỹ là xây dựng một chiến lược viện trợ toàn diện qua đường hàng không, đường bộ và đường biển nhằm tối đa hóa việc vận chuyển viện trợ cho Gaza và để đảm bảo viện trợ sẽ được phân phối cho mọi người dân ở khu vực này. Ông Miller cũng cho biết, Mỹ cũng sẽ tiếp tục sử dụng máy bay quân sự để thả viện trợ xuống Gaza. Chính quyền tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục gây sức ép với Israel về việc mở thêm một cửa khẩu biên giới nhằm đưa viện trợ vào khu vực phía bắc Gaza nơi có khoảng nửa triệu người đang thiếu lương thực. Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo kể từ khi hơn 100 người dân Palestine bị thiệt mạng trong khi chờ nhận viện trợ tuần trước. Theo ông Miller, chính quyền tổng thống Biden đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm đổi lấy việc trao trả các con tin bị Hamas bắt giữ. Hôm ngày 7 tháng 10 năm ngoái, một thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp cải thiện tình trạng nhân đạo hiện nay ở Gaza. Một quan chức cấp cao của Liên bang cho biết đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đến thăm Liban vào ngày 4 tháng 3 để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm gia tăng xung đột xuyên biên giới Liban-Israel. Trước đó, ông Hochstein đã đến Liban vào tháng 1 năm 2024 với mục đích tương tự. Ông Hochstein từng thành công khi đề xuất một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp biên giới trên biển giữa Liban và Israel năm 2022. Các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban diễn ra hàng ngày, song song với xung đột ở Gaza. Đây là cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa các đối thủ được trang bị vũ khí mạnh mẽ kể từ xung đột năm 2006, làm dấy lên lo ngại về một xung đột quy mô lớn giữa hai bên. Chuyến thăm Liban của ông Hochstein diễn ra trong bối cảnh một số quan chức Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động kế hoạch tấn công trên bộ vào Liban nếu các nỗ lực ngoại giao không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban và dừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Trước đó, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào thung lũng Bekaa của Liban trong ngày 26 tháng 2 khiến ít nhất hai tay súng Hezbollah thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin ở Liban nhận định đây là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Liban mà Israel từng thực hiện. Kể từ khi bùng nổ giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn vào tháng 10 năm 2023, Hezbollah tuyên bố hành động tấn công là để phản đối kế hoạch quân sự của Israel ở giải Gaza. Quân đội Israel cho biết các chiến đấu cơ nước này đã tấn công hệ thống phòng không của Hezbollah ở thung lũng Bekaa nhằm đáp trả việc Hezbollah bắn hạ một máy bay không người lái UAV của Israel Đài truyền hình Anzadit của Liban đã phát sóng hình ảnh những đám khói bốc lên từ khu vực thung lũng Bekka. Phía quân đội Israel khẳng định sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ Israel khỏi sự tấn công của Hezbollah, kể cả trong không phận Liban. Ngay sau vụ không kích, phía lực lượng Hezbollah tại Liban ngay tối ngày 26 tháng 2 tuyên bố đã bắn hơn 60 quả tên lửa Katyusha về phía cao nguyên Golan. Mục tiêu là sở chỉ huy sư đoàn cao nguyên Golan của quân đội Israel. Cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ không kích do quân đội Israel tiến hành vào sâu trong lãnh thổ Liban trước đó. Baalbek là một trong những thành trì quan trọng của Hezbollah tại Liban. Cuộc không kích vào Baalbek hôm qua được cho là lần tấn công sâu nhất vào trong lãnh thổ Liban mà quân đội Israel từng thực hiện trong nhiều năm qua. Theo một số chuyên gia khu vực, cuộc không kích có thể là dấu hiệu cho thấy Israel bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công vào Liban nhằm đáp trả các cuộc bắn phá kéo dài liên tục hơn 4 tháng qua của Hezbollah sang miền Bắc Israel. Bên cạnh đó, truyền thông Ả Rập cho biết một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động kế hoạch tấn công bộ binh vào Liban vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm 2024. Nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel Liban. Dẫn lại một số nguồn tin Mỹ, các nguồn tin Ả Rập nói rằng một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng đồng tình với nhận định này của giới chức tình báo. Trong đó, một quan chức cấp cao khẳng định chính quyền Mỹ đang hành động dựa trên giả định cuộc tấn công của Israel và Liban sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Theo quan chức này, khả năng nổ ra cuộc tấn công là khá rõ ràng. Thủ tướng chính quyền Palestine PA Mohammad Steze để đơn từ chức nhằm tạo điều kiện đạt đồng thuận rộng rãi về các thỏa thuận chính trị liên quan đến việc quản lý Gaza thời hậu xung đột. Tổng thống Mahmoud Abbas đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Steze, nhưng yêu cầu ông tạm giữ chức cho đến khi có người thay thế chính thức. Ông Steze cho biết, quyết định từ chức được đưa ra sau những diễn biến liên quan đến hành động gây hấn nhằm vào giải Gaza. Trước nội các, ông giải thích cần phải tính đến thực tế mới ở Gaza, nơi hứng chịu sự tàn phá sau gần 5 tháng giao tranh ác liệt. Giai đoạn này đòi hỏi phải có chính phủ mới. Ông Stege kêu gọi sự đoàn kết của người Palestine và mở rộng quyền quản lý của PA đối với toàn bộ lãnh thổ của người Palestine. Al Jazeera tin, trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khảo sát Palestine, PSR, khoảng 90% số người được hỏi ủng hộ việc Tổng thống PA Mahmoud Abbas từ chức và 60% kêu gọi giải tán PA. Về nguyên nhân Thủ tướng Stege từ chức, cuộc xung đột ở giải Gaza kích hoạt những nỗ lực quốc tế nhằm cai tổ PA. Mỹ từ lâu đã muốn triển khai giải pháp hai nhà nước để ổn định tình hình Trung Đông, nhưng chưa thực hiện được. Trong bối cảnh Israel mở hoạt động quân sự tại Gaza khiến Hamas suy yếu, Mỹ muốn tranh thủ cơ hội này để thúc đẩy vai trò của PA, tiến tới xây dựng PA trở thành một thực thể quản lý cả bờ Tây và Gaza. Trong những tháng gần đây, các quan chức Mỹ đã liên tục tới Ramallah, thảo luận các biện pháp tăng cường tính hợp pháp để PA có thể đóng vai trò lãnh đạo ở Gaza và bờ Tây sau giao tranh. Ngoài ra, nhiều chính phủ trên thế giới, bao gồm cả các chính phủ Ả Rập, đã ra điều kiện thành lập một chính phủ Palestine mới, có trách nhiệm, hiệu quả và toàn diện thì mới hỗ trợ tài chính cho PA. Thời gian gần đây, Tổng thống Abbas đang nỗ lực thành lập một chính phủ mới, trao quyền cho ông Mohammad Mustafa, cựu Bộ trưởng Kinh tế Palestine và là quan chức điều hành của Ngân hàng Thế giới WB ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng. Ông Abbas cũng giao nhiệm vụ cho một số quan chức Palestine chuẩn bị kế hoạch tái thiết Gaza, trong đó bao gồm việc thành lập cơ quan tái thiết hoạt động dưới sự giám sát của VKB. PA cũng đang phối hợp với các nước Ả Rập xây dựng một kế hoạch cho Gaza thời hậu xung đột, trong đó phong trào Hồi giáo Hamas có thể gia nhập mặt trận giải phóng Palestine PLO, chấm dứt sự chia rẽ kéo dài nhiều năm giữa các phe phái. Việc từ chức của ông Stege sẽ được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một bước đi tích cực trong quá trình cải tổ PA. Tuy nhiên, động thái này có thể chưa đủ để thuyết phục Israel giao cho PA quyền quản lý Gaza. Các chính phủ phương Tây và Ả Rập từ lâu đã gây áp lực buộc PA phải tiến hành cải tổ, bao gồm việc thay thế các chính trị gia cao tuổi bằng một đội ngũ các nhà quản lý kỹ trị. Trong thời gian tới, tổng thống Abbas nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm ông Mohammad Mustafa vào chức vụ thủ tướng. Tuy nhiên, trong bối cảnh không có cơ quan nghị viện hoạt động trong các khu vực do PA kiểm soát, ông Abbas từ lâu vẫn là nhân vật chủ chốt trong chính quyền không phụ thuộc vào vai trò của thủ tướng. Ngoài ra, trong kế hoạch của ông Abbas, một chính phủ Palestine trong tương lai có thể có sự hiện diện của Hamas, một điều rất khó chấp nhận đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Israel.